Con số đã lên là 8-0 rồi. Gần 2 phút vừa qua và Sun chưa có điểm. Và đây mới là điểm số đầu tiên của họ sau 2 phút thì mới mở được tài khoản. Và lần này thì Phoenix Sun họ bắt đầu đánh chậm lại khi mà những tình huống đẩy nhanh tốc độ tấn công lên đều không hiệu quả. Khi mà cách biệt hiện tại đang là 8-0 dành cho đội chủ nhà. Chỉ còn 3 giây tấn công, bull đúc từ midrange và đó là hai điểm tiếp theo dành cho người sắp. Chúng ta cùng tiếp tục với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ nhất này. Rất hấp dẫn dành cho Golden State Warriors. Devin Booker bull đúc, bank shot thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai, khi mà Warriors đã có được cho mình là 16 kiến tạo sau 21 pha tấn công thành công. Devin Booker cũng đã quay trở lại và đây là N1 dành cho Devin Booker. Họ đang chơi sân nhà và đang thi đấu cực kỳ cháy với những cú ném xa. Và ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì là sinh nhật của Stephen Curry, ngày 14 tháng 3. Cứ lên bóng là có điểm, điểm về liên tục. Booker hai điểm tính nữa dành cho Booker. Còn Tay DiVincenzo là người để mất bóng vào tay của Devin Booker. Devin Booker vẫn đang khá bối rối với quyết định của mình, nhưng tiếp theo đó vẫn là hai điểm được tính. Một hiệp đấu mà các cầu thủ Warriors mới ném thành công đúng hai lần và N1 dành cho Phoenix Suns. Booker lại là người tỏa sáng. Lúc này thì Booker đã nâng cao tỷ lệ ghi điểm của mình lên con số 24 điểm rồi. 24 điểm này nhiều hơn Stephen Curry. Curry mới có được 15 điểm ở trận đấu này. Và đó là cú ném Curry trung bình thành công tiếp theo của Booker. Stephen floater khá cao. Và cũng không thể nào ghi điểm thành công trước mặt của Devin Booker cả. Booker quá hay. Nỗ lực đánh coast to coast, đánh một mình, đánh ISO. Lúc này thì Curry đang tạm thời để cho nghỉ. Devin Booker đối đầu với Dante. Qua được người, hai layup bằng cánh tay trái. Và đó đã là điểm số thứ 100 dành cho Phoenix Suns. Đó là Dante DiVincenzo thành công. Đó lại là Booker. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.